Hồi xưa bảo rằng anh ơi, anh đầu tư đi cho em bé mới. But we are working together not only the business partner but also the like same to the family. Những câu chuyện làm việc với ông Quang mà rất là lâu, không phải về nội địa chính mà vẫn cũng thể giống như là gia đình. So I'm glad to join the Jappycoin and the investing. Đó là lý do mà tôi đầu tư và tôi đồng hành có mặt tại đây. Thì tôi nghĩ rằng như thế này là đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi cũng quyết định luôn là từ ngày nay trở đi thì viện đào tạo Bách Khoa của chúng tôi sẽ thanh khoản phát hoạt động giao dịch. Tôi như thế này thì tôi thấy nó rất nó tăng trưởng nhất nhanh quá mạnh quá mà tôi không thể nào ngờ được. Xin cảm ơn các chị nhiều.